1.250.000 đồng. Tiếp tục, còn 4 cặp. Cặp số 8. Xin mời bạn Bửu Hằng chuẩn bị. Cặp số 8 mang ẩn số 250.000 đồng. Còn 3 cặp. Sơn chọn cho mẹ. Sơn Trường số... Sơn chọn số 11. Trường Sơn gợi ý cặp số 11. Quyết định cuối cùng của chị Nhung. Tôi chọn cặp số 11. Mỹ An chuẩn bị. Kết quả là 10.000 đồng. Còn 2 cặp. Hồng Ngọc mở đi con. Dạ con chọn cặp số 21. Xin mời. Tôi chọn cặp 21. Đồng ý cặp 21, Thúy Di chuẩn bị. Nhiều khi không biết số lựa dễ hơn là biết. Có 10 triệu thôi, không sao hết, số giữa chừng. Chúng ta cho một tràng pháo tay khuyến khích, động viên tinh thần của chị Ngọc đúng không ạ? Còn một cặp. Chọn cặp số 19. Bạn Mỹ Loan chuẩn bị. Kết quả cặp 19 là 15 triệu đồng. Cẩn thận, giữ lại ba con số lớn, ngân hàng chào giá. May mắn ba con số lớn liên tiếp 50, 25 và 20 triệu còn gần kề, cho nên đây là một tốt. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn. Ngân hàng Gia Đình chào mua chiếc cặp số 14 giai đoạn này là 1.370.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Còn 4 cặp nữa để lựa chọn và mở. Tôi chọn cặp số 17. Kim Ngân chuẩn bị. 50.000 đồng. Wow. Cặp nữa. Tôi chọn cặp số 16. Xin mời bạn Thiên Thanh chuẩn bị. Kết quả ẩn số là 25.000 đồng. Yeah. Tiếp tục còn 2 cặp. Tôi chọn cặp 13. Số 13 bạn Ngọc Hạnh sẽ cho chúng ta xem ẩn số ngay sau đây. Đó là 50 triệu đồng. Wow. Đáng ra cần phải giữ lại. Cẩn thận, hãy giữ lại con số 25 và 20 triệu. Còn một cặp nữa của đợt này phải chọn để mở ra. Chọn cặp số 4. Cặp số 4. Bảo Thi chuẩn bị. 20 triệu đồng. Wow, kịch tính càng tăng cao khi chị vẫn còn giữ được con số 25 triệu nhưng khoảng cách tiếp theo lại là 4 triệu mà thôi. Ngân hàng chào giá.